Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tìm cách viết lại lịch sử về nguồn gốc dịch cúm Vũ Hán. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là nơi virus SARS-CoV-19 sinh ra và dịch viêm phổi Vũ Hán cũng bắt đầu từ đây. Nó xuất hiện lần đầu tiên trước khi dịch bệnh lây lan và gieo rắc chết chóc trên khắp quả địa cầu này. Sự kiện Vũ Hán là nơi xuất phát dịch viêm phổi không hề bị tranh cãi cho tới hồi gần đây khi Trung Quốc đặt nghi vấn về nguồn gốc của virus và đổ lỗi cho các nước khác xung quanh, cụ thể là từ Mỹ và cũng có những thông tin nói rằng từ Nhật Bản. Đấy là thông tin từ Trung Quốc đưa ra. Và quả vậy, sau khi thoát khỏi giai đoạn đen tối nhất, Bắc Kinh đã lập tức tìm cách cải thiện tình hình của mình bằng quát hoạt động ngoại giao khẩu trang, tự đánh bóng mình trước một nước đã dập dịch thành công và đang ra tay cứu vớt thế giới. Điều đáng nói ở đây là Trung Quốc không dừng lại ở đó, mà gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền để tìm cách viết lại lịch sử dịch cúm Vũ Hán và khẳng định rằng virus gây đại dịch này không phải xuất phát từ Vũ Hán. Đây là hình ảnh một số bức hình hiếm hoi mới được tiết lộ cho thấy các nhà khoa học Trung Quốc mặc đồng phục như bộ đồ vũ trụ để tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm virus. Báo Guardian của Anh, trang mạng Daily West, đài CNN và Al Jazeera cùng nhiều hãng quốc tế khác nói, trong nỗ lực đó, Bắc Kinh đã áp đặt chính sách mới, đòi kiểm tra và kiểm duyệt các bài nghiên cứu có tính cách học thuật về dịch cúm Vũ Hán, kể cả nguồn gốc của virus, để viết lại câu chuyện về dịch bệnh mà tới giờ đã cướp đi sinh mạng của hơn 120.000 người trên khắp thế giới và lây nhiễm cho gần 2 triệu người. Đây là con số thống kê vào chiều tối ngày 14 tháng 4 và nó sẽ không ngừng tăng lên số người chết và số người bị nhiễm cúm Vũ Hán. Nhiều nguồn tin tường thuật rằng Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã ra chỉ thị mới cho biết sẽ quản lý chặt chẽ các hồ sơ nghiên cứu truy tìm gốc gác của virus corona. Theo chỉ thị này, các nhà khoa học phải trình tài liệu nghiên cứu lên Ủy ban Khoa học của trường đại học. Các tài liệu đó sẽ được Ủy ban chuyển lên Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ sẽ gửi lên Quốc vụ viện để xem xét và xét duyệt. Quốc vụ viện sẽ thông báo liệu trường hợp có được phép công bố bài nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hay không. Và đài CNN nói các bài tham khảo khác về cúm Vũ Hán sẽ được các ủy ban học thuật của nhà trường duyệt lại và đưa lên một số tiêu chuẩn như giá trị học thuật của nghiên cứu và tài liệu có đúng lúc để xuất bản hay không. Nói chuyện với hãng truyền thông CNN, với điều kiện danh tính được giữ kín, một nhà nghiên cứu của Trung Quốc nói áp đặt các quy định mới đối với nhà nghiên cứu là một diễn biến đáng lo ngại, có thể cản trở các cuộc nghiên cứu khoa học quan trọng trong tương lai. Đây là hình ảnh Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán theo Daily Mail. Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán của Trung Quốc là nơi lưu trữ hơn 1.500 chủng các loại virus chết người. Viện này chuyên nghiên cứu những mầm bệnh nguy hiểm nhất, đặc biệt là các virus mà vật chủ là con rơi. Ông nói, tôi tin rằng đây là một nỗ lực đối phó với chính quyền Trung Quốc để kiểm soát câu chuyện mà đẩy mạnh tuyên truyền để người ta tin rằng virus cúm Vũ Hán không bột phát tại Trung Quốc. Và quy định mới xuất hiện trên trang web của Đại học Fulda ở Thượng Hải, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Và kênh truyền hình CNN đã dẫn lời một nhân viên thuộc Bộ phận Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục Trung Quốc xác nhận Bộ đã ban hành chỉ thị nhưng cho biết đây là một tài liệu nội bộ không phổ biến công khai. Cũng kênh truyền hình CNN tường thuật rằng vài giờ sau trang tin đó của trường đại học Fulda đã bị xóa đi. Và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc tại Vũ Hán cũng đã phổ biến một thông báo tương tự trên trang web. Trang này cũng đã bị xóa, nhưng phiên bản được lưu trong bộ nhớ vẫn có thể truy cập lại được. Và thông tin bị xóa bỏ một cách hết sức bí mật, nhưng theo hãng tin Vinon, thông điệp gửi đến các nhà nghiên cứu thì rất rõ ràng là nếu tham gia bất cứ nghiên cứu nào về cúm Vũ Hán thì phải tuân theo các chỉ thị của chính phủ. Và cách hành xử thiếu minh bạch của Trung Quốc đã bị chỉ trích là khiến các nước khác không đề cao cảnh giác và do đó trở tay không kịp khi các ổ dịch bùng phát tại các nước của họ. Và để xóa đi các hình ảnh tiêu cực trong mắt của thế giới, Trung Quốc đã tự đánh bóng mình như một vị cứu tinh, viện trợ vật tư y tế cho nhiều nước châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp và Cộng hòa Séc. Đây là hình ảnh một máy bay chở khẩu trang từ Trung Quốc đến hỗ trợ Hy Lạp. Giáo sư Brahma, một chuyên gia về địa chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách tại New Delhi cho rằng đại dịch cúm Vũ Hán phải là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thế giới vốn từ lâu chấp nhận để cho Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới tới mức có thể khống chế các chuỗi cung ứng toàn cầu.
và các nhà phân tích khác cũng cảnh báo rằng rút kinh nghiệm này trong tương lai, cộng đồng quốc tế chớ nên bỏ hết trứng vào cùng một giỏ như trước đây mà phải đưa đa dạng hóa các nguồn cung. Mặt khác, một nhà nghiên cứu của trung tâm New American Security Research đã khuyến cáo rằng nền ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc đang đạt thành công nhất định tại một số nước ở châu Âu và cảnh giác Mỹ và các đồng minh ở châu Âu không nên để Trung Quốc lợi dụng cơ hội này để gây thêm chia rẽ giữa bên bờ Đại Tây Dương. Và nhà nghiên cứu này nói tiếp, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi để Trung Quốc phóng quyền lực mềm trên một lục địa đã có rạn nứt từ bên trong, hơn nữa tại thời điểm khi mà quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ đang không mấy mặn mà. Tuy vậy, bất cứ thiện cảm nào mà Trung Quốc có được qua chương trình viện trợ cho châu Âu cũng chỉ có tính chất tạm thời mà thôi. Rốt cuộc, khi cuộc sống và các vấn đề về địa chính trị trở lại bình thường, các quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu sẽ vẫn có nhiều khác biệt về cơ bản. Giới lãnh đạo châu Âu khó quên được cách Trung Quốc xử lý trong đại dịch, cố che giấu thông tin, ngay cả che giấu sự hiện diện của dịch hồi cuối năm 2019, rồi sau đó phát động một chiến dịch tung hỏa mù về gốc gác của virus cúm Vũ Hán. Và cũng có những thông tin cho rằng Trung Quốc đã tạo ra virus cúm Vũ Hán từ phòng thí nghiệm ở đây nhằm mục đích cạnh tranh với Mỹ. Đây là hình ảnh bản tin từ Fox News nói rằng virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Vũ Hán, được báo Tuổi Trẻ của Việt Nam trong nước cũng đăng lại trên mạng vào ngày 16 tháng 4. Đài Fox News của Mỹ vào ngày 16 tháng 4 đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Các nguồn tin tin rằng virus corona chủng mới đã bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và đây là một phần trong các nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Mỹ". Nhiều nguồn tin nói với Fox News rằng người ta ngày càng tin cúm Vũ Hán bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, không phải là vũ khí sinh học nhưng là một phần trong các nỗ lực của Trung Quốc nhằm chứng minh rằng khả năng xác định và chiến đấu với virus của Trung Quốc ngang bằng hoặc tốt hơn năng lực của Mỹ. Và đây có thể là một sự che đậy của chính phủ tai hại nhất mọi thời đại, một trong các nguồn tin đánh giá như vậy. Và các nguồn tin trên cho rằng ban đầu virus lây truyền từ rơi sang người và rằng bệnh nhân số 0 đã làm việc tại phòng thí nghiệm, sau đó đi len lỏi vào cộng đồng dân cư ở Vũ Hán. Các nguồn tin trên cũng nói chi tiết về những nỗ lực ban đầu của các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán. Các nguồn tin nói rằng việc đổ lỗi cho chợ Thượng Hải ở Hoa Nam, chợ hải sản ở Hoa Nam ở Vũ Hán chính là nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm chệch hướng sự tập trung ra khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán. Và cũng trong tuần này, báo Washington Post cũng tường thuật các quan chức Đại sứ quán Mỹ vào tháng 1 năm 2018 từng cảnh báo về mức an toàn không phù hợp tại phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán. Và họ nhận thấy có một chi tiết, trong giai đoạn đầu bùng phát dịch, Trung Quốc đã nhanh chóng ngăn hoạt động di chuyển nội địa từ Vũ Hán tới các khu vực khác của Trung Quốc, nhưng lại không ngừng các chuyến bay quốc tế từ Vũ Hán đi các nơi trên thế giới. Phải chăng đây là nguồn gốc và cách để Trung Quốc có thể lan truyền bệnh này ra các nước, trong đó có Việt Nam? Và các nguồn tin nói với đài Fox News rằng, bằng Trung Quốc đã hủy các mẫu, xóa các báo cáo ban đầu và nhiều thông tin khác. Họ cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO từ lúc ban đầu đã giúp Trung Quốc che đậy các dấu vết. Và hiện Tổ chức Y tế Thế giới chưa lên tiếng về thông tin này và Trung Quốc cũng chưa lên tiếng về thông tin trên đài Fox News. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton vào ngày 16 tháng 4 vừa trả lời phỏng vấn của Fox News rằng lãnh đạo Trung Quốc phải trả giá nếu virus corona đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Khi được đài Fox News hỏi với thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận như sau: còn nhiều và nhiều thứ chúng tôi đang nghe được. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc xem xét kỹ lưỡng về tình hình khủng khiếp này. Theo một báo cáo mới được tiết lộ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi nhiều cảnh báo liên quan đến phòng thí nghiệm sinh học tại Vũ Hán. Tiết lộ này lại tiếp tục làm dấy lên các nghi vấn về nguồn gốc của virus corona mới đang gây đại dịch viêm phổi. Và câu hỏi rằng nó thực sự có thể là một sản phẩm nhân tạo hay không, hay của chính phủ Trung Quốc tạo ra, đây là một câu hỏi cần phải trả lời. Và cũng theo tờ Washington Post, Đại sứ quán Mỹ vào tháng 1 năm 2018 đã cảnh báo tình trạng thiếu an toàn tại Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán và gửi đi các thông tin về việc các nhà khoa học ở đây đang tiến hành các thí nghiệm mạo hiểm về virus corona có trong loài rơi. Anh Quốc mới đây cũng đã tuyên bố ý kiến rằng virus corona mới bị dò dỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đã không còn bị loại trừ nữa. Một thành viên trong Ủy ban Phản ứng nhanh của chính phủ Anh nói hôm Chủ nhật rằng có một quan điểm đáng tin cậy khác ngoài lý thuyết nguồn gốc động vật dựa trên bản chất của virus. Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi có một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Và chuyên gia đối ngoại của Hoa Kỳ Gordon Chang trong một bài bình luận gần đây đăng trên Fox News viết rằng
rất nhiều người Trung Quốc tin rằng virus này hoặc là được cố tình thả ra hoặc là vô tình thoát ra từ Viện Virus Học Vũ Hán, một cơ sở thí nghiệm sinh học an ninh cấp độ 4 của Trung Quốc. Ông nói thêm, phòng thí nghiệm này được biết đến bởi các nghiên cứu về virus corona nằm không xa khu chợ mà ban đầu được xác định là nguồn gốc của ổ dịch. Và trong một loạt các bức điện có đề thông tin nhạy cảm nhưng không phải là tài liệu mật, các quan chức của Đại sứ quán Mỹ cảnh báo rằng phòng thí nghiệm trên có nhiều điểm yếu trong quản lý, đặt ra rủi ro y tế nghiêm trọng và cảnh báo Washington cần vào cuộc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bệnh viện Quân đội Hỏa Thần Sơn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Bức điện thứ nhất mà tờ Wattpo thu được gửi cảnh báo đỏ về công trình nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vũ Hán lên virus corona có trong loài rơi và đặc biệt là khả năng truyền nhiễm từ người sang người tiềm tàng, có nguy cơ tạo ra một đại dịch mới giống như SARS như thế nào. Trong công bố này được viết, trong các tương tác với các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, họ để ý rằng phòng thí nghiệm mới này đang thiếu trầm trọng các kỹ thuật viên và các nhà nghiên cứu được đào tạo bài bản để vận hành một cách an toàn phòng thí nghiệm được kiểm soát cao độ này. Bức điện đề ngày 19 tháng 1 năm 2018 viết bởi hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Và bức điện đề nghị Mỹ nên hỗ trợ các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm này nhiều hơn nữa bởi vì các nghiên cứu của họ lên virus corona ở loài rơi rất quan trọng và nguy hiểm. Trước đó, phòng thí nghiệm này đã nhận được hỗ trợ từ phòng thí nghiệm quốc gia của Đại học Y Texas. Các nhà nghiên cứu, các cá nhân và các nhân sự tại Đại sứ quán còn kêu gọi Mỹ chú ý tới bà Thạch Chính Lệ, người đứng đầu dự án nghiên cứu virus corona tại phòng thí nghiệm Vũ Hán. Vào tháng 11 năm 2017, bà này đã đăng tải một bài viết nói rằng những con rơi móng ngựa thu từ một trường hợp ở tỉnh Vân Nam gần như chắc chắn là cùng loài rơi khởi nguồn của virus SARS-CoV-2 vào năm 2003. Và tại Trung Quốc, nơi thể chế độc tài cộng sản đang cai trị trên 1,4 tỷ người dân, ở đó cũng hoàn toàn thiếu vắng một nền báo chí tự do và các tổ chức độc lập để có thể điều tra thực sự nguồn gốc của virus corona chủng mới. Nó đang gây ra đại họa cho người dân trên thế giới, mà trong đó có cả nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Không những thế, nhân cơ hội này, Việt Nam và các nước đang phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh nguy hiểm, thì Trung Quốc đã dùng tàu hải cảnh lao vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bằng gỗ đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của mình. Thông qua đây, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trung ương Đảng ở Ba Đình đã nhìn rõ hơn bộ mặt thật của người đồng chí ở phương Bắc. Và nhân dân muốn thoát chung để gia nhập thế giới dân chủ tự do, nhưng Đảng Cộng sản ở Ba Đình có đồng hành hay không thì chúng ta cần một câu trả lời rõ ràng của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm 2020 với bản tin Trung Quốc tìm cách viết lại lịch sử về nguồn gốc dịch cúm Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.